Ok, và xin chào tất cả các anh em. Thì hiện tại là có rất là nhiều bạn bảo ở trên Facebook với cả là có bình luận ở trong kênh của mình là Shadow Fair 3 không chơi được nhé. Và mình cũng có thử vào và không chơi được nha anh em. Hiện tại game nó đang bị lỗi khi tải dữ liệu vào chơi và hãy kiểm tra kết nối và thử lại này. Anh em bấm vào thử lại thì nó sẽ hiện ra liên tục như này, nó không cho anh em chơi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để khắc phục nhé. Thì đầu tiên ý, anh em vào App Store, anh em tải cho mình cái phần mềm là 4.1 thế này. Đó. Thì ở đây là mình đã tải rồi nhé. Và app đã hiện ra này. Khi mà anh em bấm vào thì anh em bấm next cho mình này. Up search cho mình này. Anh em bấm vào Install VPN Profile. Cho phép trên quản lý VPN. Đây anh em nhập mật mã này. Ở đây là mình làm cho iPhone nhé. Anh em làm alone này. Đó, nó khi nó hiện cái này anh em bấm vào cái phím ở giữa để anh em có thể lên connecting. Đó. Sau đó anh em vào lại Shadow Fair 3 cho mình. Nhớ là tắt đa nhiệm nhé. Đây, tắt này. Vào lại Shadow Fair 3. Đó, khi mà vào lại thì nó sẽ hiện là dữ liệu đang lưu trữ. Sau đó anh em chỉ cần đợi để game được vào thôi. Đó, nó sẽ bảo mình là tải 805MB thì tiếp tục. Thì anh em sẽ đợi nó tải nhé, rồi anh em có thể vào chơi bình thường được. Ok, vậy là game chúng ta đã vào. Anh em có thể vào anh em chơi bình thường rồi nhé. Mình chúc anh em thành công.